Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K. Hôm nay Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe bài viết có tựa đề là Chiếc ba lô để lại, tác giả Nguyễn Văn Sâm. Sau cơn mưa, đường ngập lênh láng như biển. Chiếc xe 14 chỗ ngồi của chúng tôi vừa lội vừa thở phì phò. Xém tắc thở nhiều lần mới thoát được vùng biển Hồ Minh Phục để quẹo vô đường 3 tháng 2. Khúc này tương đối ít ngập, chỉ tới nửa bánh xe. Xe cộ vì vậy cũng nhiều hơn, nước không còn tạt vũ bão ra hai bên hông như trước, mà phóng ra với vẻ hiền thục dễ thương. Sau thời gian đục mưa thiên hạ gấp về, nhiều anh vọt lẹ lắm. Khi xẹt qua đầu xe lớn đưa ngon trớn mà coi như không, khiến anh tài xế lâu lâu lại chắc lưỡi lắc đầu. Bỗng nhiên có tiếng thắng mạnh, mọi người bị giật ngược tỉnh ngủ, tài xế mím môi la lớn, khiếp! Rồi anh xuống giọng như nói với mình, không mau chân mau cẳng thì bà hú nó rồi. Hành khách trong xe nhớn nhác ngó nhau, hai ba người đàn bà đưa tay vuốt ngực. Chiếc xe gia tốc chồm tới, cố gắng bắt kịp người thanh niên phóng bạt mạng kia. Đèn đường bật lên đỏ, cả hai đậu song song chờ. Tài xế quay cửa kính xuống, chồm đầu ra ngoài, phun nước miếng cái phẹt xuống đường, nói lớn với kẻ làm anh giật mình hồi nãy. Mày đứng lại cho tao lạy mày mấy cái chứ mày chạy kiểu đó chắc tao chết vì đứng tim quá. Mày tội nghiệp tao với chứ, tao đâu có muốn vô tù đâu. Người thanh niên nhăn răng cười, rồi chỉ chờ đèn đường bên kia vừa bật qua màu vàng là phóng thẳng bất kể những chiếc chót của làn lưu thông ngược chiều chưa qua hết khoảng đường trước mặt. Tôi cười thầm, anh tài xế này nói chuyện có văn hóa giao thông ghê, chẳng bù với mấy tháng trước tôi ngồi trên xe buýt, cũng trường hợp tương tự. Tên nhóc tì phụ xế kiêm bán vé đã ló đầu ra. Mẹ lia chia rồi tuyên bố một câu xanh dờn. Mày muốn tự tử thì về nhà mà tự tử. Ngon thì vô đồn công an mà tự tử. Mày nên nhớ mạng mày chỉ có 30 triệu thôi, không có hơn đâu. Không khí im lặng nãy giờ trở nên sôi động bằng những lời bàn tán chung quanh chuyện chạy ẩu của xe này xe kia. Anh tài xế nói lớn. Làm nghề này họ thấy cái chết của tiên hạ quá thường nên nhàm luôn. Trở thành vô cảm trước máu me. Chết vì chạy ẩu xị, chết vì do xe lớn lấn đường, do tài xế mệt mỏi, xỉn say, ngáo đá, hay là do đường xá xấu hư làm lạc tay lái. Muôn ngàn lý do, kể tới mai cũng chưa hết. Tôi lên tiếng cho vui. Chết vì tài xế mua bằng nữa đó cha nội. Học ba xí ba tú lái chưa rành, mót tiền quá chạy đi mua bằng, lên xe ngồi điều khiển mà không hiểu, luật lại vụng về nên thường làm chết thiên hạ. Rồi bỏ xe lẩn trốn. Chuyện này xảy ra Hà Rầm. Anh tài xế dễ thương, tuy nghe nói đụng chạm thế giới của mình nhưng vẫn lầm thinh. Tiếng ai đó, giọng của người đứng tuổi. Thét rồi hả? Muốn ra đường sợ quá. Những cái chết nát thây không báo trước. Còn hơn là ngày xưa đi hành quân hay là nhảy toán. Đời sống bây giờ thiệt là bất an. Không khí trong xe tới đây thì lắng xuống. Ai nấy theo đuổi tư tưởng của mình. Khi xe quẹo vô đường Nguyễn Kim thì người bạn tôi nói vọng ra sau. Nếu chừng mờ mờ sang đi tới đây, góc Nhật Tảo và Nguyễn Kim này, dưới gốc cây dầu bự tráng bên tay trái thì sẽ gặp một người đàn ông còm cõi đứng phụ vợ bán bánh giò. Đó là người bạn lính trước đây cùng đơn vị của tôi ở Pleiku. Anh ta tên Thanh, bị lựu đạn nổ mất nửa bàn tay mặt, đương chờ giải ngũ thì đứt phim, lãnh lịch hết gần chục năm có đầu. Nay gặp lại bạn bè xưa nhiều khi anh lầm lơ, hay là ngồi cho có mặt, thường ngó mông lung lạ lắm. Tôi ngạc nhiên hỏi lại vì cái chép miệng sau khi xuống giọng của bạn. Chục có đầu, sao không đi HO mà ở lại cho cực thân? Thì vậy đó. Tôi không biết gì thêm. Từ hai tiếng trả lời gọn lõn kiểu miền Tây của bạn, nhưng biết chắc chắn rằng người đàn ông phụ vợ bán bánh kia là người đặc biệt. Và tôi thấy mình cần phải tìm hiểu anh ta. Vậy mà sau gần cả tháng tôi mới làm thân được với Thanh, cũng nên kể ra. Đây là lần gặp gỡ của tôi với Thanh. 6 giờ sáng trời còn lờ mờ nhưng thành phố đã thức. Những người lớn tuổi đi bán giấy số bắt đầu đổ xô ra đường. Mấy chiếc xe bán thức ăn này nọ đã được đẩy ra vị trí và đốt lò. Tôi thay quần sọt ra đi tới chỗ người bạn tôi chỉ hôm nọ và ngồi xuống một cái ghế nhỏ, không thể nhỏ hơn, để kế bên hai sừng bánh bao bánh giò của cặp vợ chồng này. Người vợ luôn tay lấy bánh bỏ vô bao xốp trao cho khách với nụ cười giao tế. Người chồng lãnh nhiệm vụ thâu tiền, nụ cười cũng có trao đổi với khách nhưng hơi gượng gạo.
Tiếng cảm ơn luôn luôn thốt ra mỗi khi anh hoàn thành một dịch vụ. Ngồi câu giờ cố ăn hết cái bánh bao và một cái bánh giò nóng, tôi liếc chừng chừng quan sát con người đặc biệt kia. Hình như anh ta cũng bắt thóp được ý định của tôi nên thỉnh thoảng đưa mắt ngó. Tôi phóng ra con bài ngoại giao bằng nụ cười và cả cái nheo mắt, nhưng anh ta cố tình làm lơ. Ăn xong ý chừng đã ngồi hơi lâu, tôi mua thêm một cặp bánh nữa và đưa cho anh tờ giấy nửa triệu với câu nói nhỏ. Anh khỏi thối, mình xin phép được chia sẻ với anh. Tôi nhận được câu trả lời lạnh băng như là người đối thoại cố tình làm cho mình tức giận. Chúng tôi buôn bán chứ không có ăn xin, anh cầm tiền thối. Tôi vớt vát, mình cũng cảnh ngộ ngày trước, tôi thấy mình hay ho tận mạng khi đem ra xài mấy chữ này. Vừa nói vừa rón rón, ngó mau về bàn tay phân nửa của anh ám hiệu rằng cùng là cựu quân nhân, bây giờ khá hơn anh nên chia sẻ. Anh nhận để mua quà cho các cháu. Người bán hàng đẩy mạnh tay tôi ra với số tiền thối lại quyết liệt. Chúng tôi không có con, xin lỗi anh cầm. Tôi còn phải thối tiền cho khách khác nữa. Thế mà tôi vẫn kiên nhẫn lặp lại lời yêu cầu này 2 lần tới sau đó nữa. Lần thứ 3 thì anh chắc lưỡi bỏ tiền thối vô sấp tiền anh cầm. Chắc là lần này nhờ tôi nhắc tên người bạn chung. Tôi ngồi nán lại để anh giãn khách, nói vài ba câu vô thưởng vô phạt rồi ra về. Hai bên nói chuyện tâm tình bên mấy ly trà nóng một cách tự nhiên những lần sau đó. Tôi ra trường với lon thiếu úy lúc 24 tuổi, tình nguyện vô binh chủng cọp 3 đầu rằng. Thời chiến chinh, mỗi người làm hết bổn phận mình trong chức vụ mà xã hội phân công, cách này hay cách khác, đó là điều bắt buộc. Can đảm hay hèn nhát gì cũng không bằng hên xui, bà độ hay là bà xô vô chỗ tử. Phải giữ vững tinh thần, lương thiện và không nghĩ đến cái chết mới sống đúng nghĩa người trai. Hơn 1 năm sau khi ra trường, tôi về tiểu đoàn, sau khi lên trung úy. Những lúc rảnh rỗi ngó lại anh em dưới quyền trong đơn vị, so sánh với cuộc sống lạc điệu của hậu phương, tôi cũng văng tục thầm. Mẹ ơi, hậu phương làm mình giận muốn nổi cơn điên, cho nên binh sĩ dưới quyền tôi thương hết biết. Nhiều đứa đi phép về trễ vài ba ngày tôi cũng nạt nộ để tụi nó không lờn, nhưng báo cáo hay làm gì đó nặng hơn thì không bao giờ. Cầm đầu phải làm gương, tôi xông vô nguy hiểm coi như đạn có bổn phận tránh mình. Cũng làm thơ hào hùng kiểu Hồ Trường, ta xông pha hề trận mạc, coi tử sinh hề, cỏ rác dưới chân, thỉnh thoảng hớp ngụm rượu của đàn em, rồi sảng khoái ngâm nga tử sinh hề cỏ rác, vui đời lính, thương đồng đội, quên mình đương ở tuổi cần có bên mình một bóng hồng. Trong trận Hạ Lào năm đó, tiểu đoàn tụi tôi bị tụi nó cầm chân, được bỏ thêm để giải vây cho đồng đội, nhưng chúng tôi bị lún. Chúng pháo kích ngày đêm nhưng tấn công lần nào cũng bị tiêu diệt trọn. Bên mình cũng hao bộ do mỗi lần một ít. Tôi được lệnh là sáng mai lúc trời hơi tan sương mù thì trực thăng bốc, ưu tiên thương binh. Vậy mà chuyện đau lòng xảy ra đêm đó. Thằng Tánh, trung sĩ thường trực, đệ tử ruột của tôi bị nạn. Cái thằng cũng trí thức lắm, nó rớt tú tài nên đi trung sĩ. Khuya tôi đương thiêu thiêu ngủ sau 3 ngày trắng giờ con mắt, thì nghe báo cáo Tánh bị đạn nặng lắm. Tôi nói nó ngủ trong hầm mà bị đạn cái củ gì. Nãy giờ có trái nào nổ gần đâu. Thiệt ra thì khuya thằng con bòn ra ngoài đi tiểu. Miếng nhỏ pháo kích từ đâu bay ra cắt đứt mạch máu chủ ở háng. Tôi tới thì anh em đương xuống bên nó lo lắng. Quân y cố hết sức cầm máu. Thằng Tánh thấy tôi thì mắt sáng lên, nói thiệt lẹ rõ ràng. Em không sao đâu trung úy, chuyện nhỏ. Sẵn dịp lên trực thăng về thăm vợ luôn. Con vợ em đương có bầu 3 tháng, chắc nó cũng nhớ em. Tôi đuổi mấy đứa không có phận sự ra chỗ khác an ủi nó. Nó cứ lặp đi lặp lại hoài điệp khúc. Không sao đâu là không sao đâu. Bác sĩ quân y ngó tôi với cặp mắt buồn. Nói thiệt nhỏ trong khi thằng Tánh vẫn nói không sao đâu. Không xong rồi, máu ra nhiều quá. Vết thương lớn không bịt được. Nó thấy mặt tôi buồn, chắc là hiểu được điều chúng tôi trao đổi nên trở giọng. Em lạnh quá trung úy, có bề gì thì trung úy mang ba lô em về cho bà xã em. Bà tên Trinh, địa chỉ ở trong đó, tiền lương tháng này với phần còn lại từ trước cũng mấy ngàn. Nó cấn thai được 3 tháng, trung úy giúp đỡ nó với con em dùm. Tụi em đồng ý đặt tên con là Trần Trinh Thảo Tánh. Tê tứ thừa đó trung úy. Cái tên tụi em nghĩ nát óc mới đặt được đó trung úy. Thằng Thạch Buôn, từ xa diễu dở bằng mấy tiếng, nôm luôn.
Hốt hủi chót, tôi đứng rột dậy, lên cò súng quát lớn. Mày nói lại một lần nữa đi. Thạch Buôn lại như thế sao, rồi chuồn thẳng. Tôi cởi áo trận đắp cho tánh, nó run lập cập than lạnh liên hồi. Hai tay tôi nắm hai bàn tay lạnh ngắt của nó nói, không sao đâu, để anh đem ba lô về cho. Mà chắc không cần nữa, em lo được chuyện đó, dễ mà. Nó nhắm mắt thì thào, coi tử sinh cỏ rác dưới chân. Tôi vuốt mắt nó, đứng dậy chùi nước mắt của mình. Chúng tôi ở kế nhau cũng hơn một năm, mến tay mến chân. Nó đoán biết ý của tôi, không bao giờ làm trái, cũng không sa đà trong chuyện cờ bạc, gái gú mỗi khi ra thị xã. Đạn trung liên của địch bắn liên hồi, nhưng chiếc trực thăng bốc quân điêu luyện luồn lách cũng hạ xuống an toàn. Chừng chục thương binh được di chuyển lên sàn phi cơ lẹ làng không thể tưởng. Viên trung úy trách nhiệm ra lệnh cho những ai lên trước lên sau, sắp hàng thứ tự. Cuối cùng, khi phi cơ vừa nhấc mình lên, thì cũng là lúc ông chạy ra cố gắng cho phần mình. Cái ba lô nặng làm ông chạy chậm, gió phần phật từ cánh quạt gần như đuổi ông ra xa. Cuối cùng, trong lúc gần hụt, thì hai tay giơ lên của ông được hai binh sĩ nào đó trên phi cơ chụp dính. Phi cơ bốc lên cao khỏi ngọn cây, đạn bắn chéo chéo bên tai và gió thổi vù vù. Viên trung úy thấy mình càng lúc càng tuột ra khỏi tay người nắm. Cái chết đã cận kề, bỗng nhiên ông thấy mình được nắm vững. Thân mình ông với cái ba lô trên vai treo toàn ten, song song với càng trực thăng. Một người thương binh nào đó đã cố nhoài mình ra, nắm được hai cái quai đeo của ba lô. Chắc chắn, mọi người reo hò khi viên trung úy được kéo lọt vô sàn. Bên ngoài đạn vẫn vẽ những làn đỏ cong cong. Tiếng người phi công nói, anh may mắn cùng mình, những trường hợp như vừa rồi 100% là rớt xuống. Viên trung úy lột ba lô ra, cúi xuống vỗ vỗ, nói trong sự ngạc nhiên của những người không biết chuyện trung sĩ tánh. Cảm ơn em đã cứu anh sẽ làm tròn lời hứa, chắc chắn như đinh đóng cột. Tôi không thể nào chịu nổi cảnh người vợ khóc chồng, cô ta ngã xuống như cái bị rách ai đó liệm xuống đất, đầu úp lên cái ba lô, hai tay ôm choàng như ôm người tình. Đau lòng như xé ruột, tôi muốn bỏ đi. Nhưng nhà cô ta đơn chiếc quá, chỉ có một mẹ già. Bà đương đứng sớ rớ với cặp mắt đỏ hoe. Không biết thương cho số phận con cháu mình hay thương thằng rể vắn số. Chừng một giờ sau tôi cứu, đi chập choạng như về từ đám tang của người em ruột thịt của mình. Không còn nhớ mình lang thang ngoài đường đã bao lâu. Tôi trở lại căn nhà đó chừng 5 lần nữa mỗi khi về phép. Lần nào cũng vậy, tôi cố tình ngồi lại trong thời gian thiệt ngắn. Tôi sợ tình cảm trai gái nảy nở. Mọi chuyện rồi không biết sẽ về đâu, đúng hay sai. Con bé Tê tứ thừa học càng ngày càng giỏi. Mẹ bé cho biết cha bé ngày trước đùa là nếu anh hy sinh thì bất cứ giá nào, em cũng xin cho bé vô trường quốc gia nghĩa tử. Tôi có đến đó hỏi thì được biết phải chờ cho bé xong tiểu học mới được. Trường chỉ bắt đầu bằng lớp 6 thôi. Rồi tôi bị thương ở bàn tay này, chưa kịp báo tin cho ai thì phải đi gỡ lịch. Trong thời gian dài tôi tập sinh tồn bằng cách quên hết mọi chuyện bên ngoài, nhắm mắt trước những bất công và vô lý, tập quên mình là ai. Khi được thả ra thì biết bao nhiêu chuyện đổi thay đã ụp xuống vùng đất thua trận. Nhà cô ta đã đổi chủ 2-3 lần, không ai biết cái gia đình ba người đàn bà, ba thế hệ đó trôi dạt về đâu. Ai cô thế mà ở yên được với chính sách giãn dân vô lý trong thập niên đầu họ từ rừng chui ra. Nhiều khi ngủ tôi chiêm bao thấy lại cảnh thằng Tánh nói em lạnh quá, rồi y ỉ ngâm nga, coi tử xanh hề, cỏ rác dưới chân. Cảnh này đan chéo với cảnh cái bàn thờ đơn sơ, có tấm hình nó cười, dưới chân bàn thờ là người đàn bà tóc tai rũ rượi ngồi khóc. Kế bên bàn thờ là cái ghế cao cẳng, có đặt đứng cái ba lô của nó. Cái ba lô đã cứu mạng tôi, cái ba lô tượng trưng cho tình yêu của nó và gợi cho mặc cảm của tôi về sự không làm tròn lời hứa. Tôi thấy mình như có lỗi với Tánh và với con bé Tê tứ thừa. Đó cũng là một lý do khiến tôi không góp đơn ra đi theo dạng HO. Lý do khác là tôi muốn chứng kiến tận mắt, coi người ta đọa đày đất nước này tới nước nào. Tôi không phải là người được đào tạo để làm theo cách thế của bất cứ ai khác, dầu cho họ là đám đông khôn khéo tới mức nào. Tôi có hệ thống giá trị của riêng mình và tôi theo nó tận cùng. Nguyễn Văn Sâm. Các bạn vừa nghe xong bài viết của Nguyễn Văn Sâm. Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.